Ngày xưa khi mà mấy anh em kêu ừ quay ở Quách Kình 2 anh Han ơi, quay ở Quách Kình 2 nó phải là 180 dí, 200 dí nó phải là Quách Kình 2 hay là 2.6 nó phải là Quách Kình 2. Mà trong khi đó luôn quay ở Quách Kình 2 tôi đơn giản là Quách Kình 2 đối với tôi là gì? Là một không đá mấy ông, không có đích tự đá mấy ông, quay đúng là Quách Kình 2 tôi đập đúng 360. Đúng không? Quay đúng 360 không? Đúng rõ ràng. Đúng không? Tôi quay năm đầu đúng 360. Hồi sáng ông Su cũng 360. Thằng Beo cũng 360, thằng Thái nó cũng 360, mà để Thái nổ thêm, Thái nó lời được hai viên đá nữa. Cái câu chuyện cuộc đời này là quay ở Quách Kình 2 là đúng guồng là bao nhiêu đó là ở Quách Kình 2. Cái còn mà câu chuyện mà hên hay xui là đó là do bản thân bạn. Cái kêu mà kêu hên hay xui ừ tại em ở Quách Kình 2 bảo hiểm hoài, có người bảo hiểm người ta năm con bảo hiểm bình thường.